Xin chào quý thính giả, hôm nay tôi lại quay trở lại nhà anh Quang với có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là em quay ra ngoài đây gặp anh, thứ nhất là cũng xin nhờ anh là kể lại một số câu chuyện đời lính của anh. Với cái thứ hai nữa là có một cái anh khán giả là anh xem trên kênh ấy, thì anh có gửi cho anh một ít quà gọi là để hỏi thăm sức khỏe của anh. Tức là khán giả là đã biết anh bị ung thư, là bị ốm trong cái thời gian mấy tháng nay, thì khán giả đã yêu quý kênh, yêu quý các bác cựu chiến binh thì cũng rất là hay quan tâm và cũng gửi một số quà để nhằm cái mục đích là động viên và an ủi cho các anh. Thì hôm nay em quay ra đây là em trao lại cái xuất quà đó. Thì cái xuất quà đó là trị giá là 300 ngàn đó, thì tôi cũng đã cầm ở đây, lát nữa tôi cũng sẽ gửi lại cho anh Quang. Với cái thứ hai thì sáng ngày mai thì tôi có cái chuyến đi ra ngoài tỉnh Ninh Bình đấy, với cái để ra ngoài đó là gặp các bác cựu chiến binh ở tỉnh Ninh Bình. Các bác cái anh là cũng ở trung đoàn 10 sư 339, và em gặp một anh nữa là anh ở sư 5, đó là anh ở trung đoàn 4. Thì đến sáng ngày mai là tôi đi. Thì qua cái chương trình này cũng rất là mong các bác cựu chiến binh ở tỉnh Ninh Bình là cũng tạo mọi điều kiện là giúp đỡ để kênh ra ngoài đó là để có những cái là tìm hiểu thêm những câu chuyện đời lính của các anh chiến trường ca. Thì hôm nay ngồi đây thì cũng rất là mong anh Quang là cũng chia sẻ lại một số câu chuyện đời lính của anh. Thì sau đây là mời quý thính giả là nghe anh Quang anh kể lại câu chuyện đời lính của anh. Cái người đồng đội của tôi là tên là Hùng á, là lúc đó làm trung đội phó, tôi trung đội trưởng. Khi lính 44 xuống tập kết vào buổi chiều chiều rồi tập kết tập kích ấy. Rừng, nhưng mà rừng rừng hay là cây nhỏ lắm, cây rất nhỏ nhỏ mà cây sum súp thôi, cây to thỉnh thoảng cây dầu ấy chứ thỉnh thoảng có. Bắt đầu là nhả đạn bắn bắn rồi là ăn cứ chô chô, mà khi cuống thì bắt đầu là sau tôi vi dậy và tôi chạy lại cái góc ruộng, lính nó dồn hết vô trong đó. Thì cái đó tôi đang nói là thằng Hùng vẫn vi không ấy, là sau bắt đầu vẫn vi cứ đè cùng sự đại đội vẫn tốc, nó cầm cái khẩu mà vị trí nào may là không trúng. Hôm đó mà trúng trúng cái hầm nữa khả năng đi hết, phải mà vị trí là cho đi hết luôn, không chết cả thì cũng chết bị thương hết. Thì tôi kêu lên nó là sao tôi phải mang cái tính mạng đó, tôi cam đoan là do trường hợp là hôm qua đi đêm quá nên ngủ dậy anh hoảng không biết, khi anh tập kích tôi là anh ngủ dậy không biết thấy luôn nhà luôn nhố, bắt đầu là anh bắn chứ không phải là phản động đấy. Thì xong cái đó cái là cái buổi chiều hôm đó là bọn tôi hắn tập kích một tầm khoảng một không đến 1 tiếng đồng hồ đâu, nhưng mà hắn bắn đạn là như cái kiểu ta hắn né, hắn như kiểu ta phả trấu, bắn như mưa đấy. Bắn nhưng mà may không bị chi, may bọn tôi không bị chi cái đạn đấy. Nhưng mà đến tối tôi chốt ở đó thì anh Hoàng ấy, tôi với cái lúc tôi lên hội báo thì anh Hoàng ấy bảo là đêm trong đêm hôm nay là có một đoàn xe hắn chở lương thực, đoàn xe bò chứ không phải là xe 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 ô tô đâu, chở lương thực thực phẩm với lại đạn dược đấy, đến cái để đến đến cứu viện chi viện có lệnh thì mày lấy 3 người đấy, là lấy 3 người lên để phục kích chặn cái đoàn xe đó. Thì lúc đó tôi cũng chả biết là khuya rồi, nhưng mà đêm hôm đó là mình cũng không dám ngủ nữa, nói chung mình cũng hoảng rồi, ăn chơi cho mình cũng hoảng rồi. Là bắt đầu là đêm lâu rồi đó, khuya rồi lúc phải sang 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 đến 1-2 giờ sáng rồi. Một trời tối, hôm đó trời tối. Thế với lệnh cho tôi lên lên chặn con đoàn xe, nhưng mà ở trong rừng thì tôi lấy một khẩu R, điều đi một khẩu RBD, một khẩu B41, 2 khẩu AK. Đấy, như một khẩu B41 thì tôi bảo là đem đem khoảng 4 đai đạn thôi, để một trường hợp mà còn bắn xong rồi rút không nặng quá không chạy. Em đi theo cái ở trong cái đường cái rừng thì nói thẳng chẳng là cũng không rộng lắm, nó cứ có lối đi đường bò. nhưng mà bằng lề chứ không không như bên mình như đồi như núi.
thì lên phục được một lúc thì cái giống đời ở bên đó, cái xe bò là cứ đeo cái hắn như cái chuông bằng bạc á, hắn tròn tròn mà đeo, nó làm cái dây ướng này tròn tròn này, ngón chân cái này, hắn cứ kêu lẻng xả lẻng xẻng xẻng. Tôi để tôi gần đến nơi, bắt đầu là tôi bộ đưa mày đưa bên mốt này nào, thằng bên mốt bao giờ đi gần thôi, thì bắn bên mốt bên mười là tôi bắn hết. Nên là tôi nhìn thấy cái hướng cái chuông hắn cách có khoảng tầm khoảng 15-20 mét, bắt đầu tôi sán một quả bên mốt tập tiếp quả khác. Thì bắn quả đầu tiên thì bắt đầu là nổ súng cầu RBD, tôi chọn cứ là hướng nó là kéo cỏ AK bắn, cứ bắn gọi là mình bắn chừng ấy, không thấy người đâu, bắn một thôi nữa là bắn dồn dập mà cứ giống mà đêm nó tối thì là bắt đầu là thấy cứ rầm chạy trong rừng, kiểu vượt xe rồi cứ giống bò, cái xe hắn lại kéo bò đuôi chứ không như mình. Ví dụ như là hai con bò hắn bị thương chết rồi, nó lồng lên nhù mẹ gầy nhắm, cứ rầm vào trước mặt. Xong tôi bắn hồi xong bắt đầu là thì cho rút, còn hắn chết nên hắn chết hay là hắn bị thương hay là làm gì tôi không lên, thì đêm tôi không dám cho lên, vì trong rừng mình cũng ngán lắm, sợ nấp vào đó rồi mình lên nó ăn thịt trong phát thì đi đợi. À, là tôi rút cho rút hết thì sáng mai thì cũng không cho bọn tôi lên để coi tình hình nhá. Rồi thì đến sáng mai cơm nước xong bắt đầu hành quân truy quét tiếp. Hành quân truy quét tiếp thì bọn tôi đang hành quân thì là bị lính bộ bốt bắt đầu phục kích. Phục kích chân đánh. Thì tôi lại đi cái hôm đó tôi lại đi sau cùng. Tôi đi sau cùng cả tiểu đoàn luôn chứ không phải là nữa. Mà lại phục cái mũi cái cuối cùng nó đánh. Yeah. Đằng trước đi qua rồi nó không nổ súng nó đánh. Thì bọn tôi là tôi đi cuối cùng thì lại tôi lại đi lưỡng thưởng là sau đằng trước là thấy nổ súng nó bắn ngang. Thế là bắt đầu bọn tôi mới triển khai thì hôm đó tôi còn nhớ là triển khai rồi thế. Lính của tôi hắn đang bắn hắn đang ngắm, hắn bảo anh Quang ơi tôi vừa đến đó, tôi nhớ có một cái dừa nằm hơi cong cong ngay rìa cái bờ ruộng. Thế anh bảo anh Quang ơi ở dưới cái hốc tôi đang thằng lính con bốt nó nằm ở đó, thì thấy hắn bắn hắn cứ thò đầu lên hắn lại thụt xuống, nhưng mà bọn cứ thò lên là hắn chơi cả loạt đó, không trúng. Thế tôi vi nhìn thấy tôi bảo nhưng mà cách không xa đâu, cách khoảng 100 mét không đến ạ, không đến 100 mét đâu. Thế tôi bảo để tao bắn, thì tôi ngắm hắn lò đầu lên thì tôi lại ngắm đúng vào cái chỗ đó, tôi lấy thứ ngắm là ngắm đúng vào, bắt đầu vừa với lũ đầu lên tôi bóp cò hắn là không thấy ngóc lên nữa, nhưng mà hôm đầu không thấy thụt lên thụt xuống là bắt đầu bọn tôi xung phong luôn. Đấy, xung phong lên tôi tấn công lên, tôi đang còn nhớ là đánh ra một cái cánh đồng ở cái khu đó nữa. Thì là tôi thấy, tôi nhớ không lầm thì cũng 3-4 cái nhà giữa cánh đồng rộng mênh mông đồng lũ. Đấy. Thì trước khi mà bắt đầu là nổ súng đánh lên thì anh này bảo hắn bảo anh Quang ấy, bảo tôi là cái tôi đúng là dưỡng thật, nhưng mà không mấy khi mà đánh nhau mà tôi xung phong lên sau, bao giờ tôi lên đầu tiên. Thì một anh mà anh lên trước được ạ. Anh mà nữa anh gặp cái nồi xoong mua. Vì em khi xung phong lên em vứt mất rồi. Xoong đồi đa số vứt, bọn tôi thì cứ lên mồ rồi tìm lấy rồi ăn, không có thì không có nhịn nữa. Không có cái chuyện đeo nồi, cứ xung lúc mình đa số mình đánh cái mũi chủ công là chính. Mà xung phong lên mà mình đeo cả nồi cả xoong lùng nhà nhiều có đánh chứ. Vứt sạch ba lô vứt hết. Tôi chỉ có đeo một cái túi hắn cọ mà tôi kêu một cái túi mìn mò có cái nhăng nhăng đó bỏ vào trong cái túi thôi. Đấy, quần áo cha con quần áo nữa thẳng không có. Có bộ người thôi. Thì lại tôi lại nhìn thấy hai cái xe bò hắn để bên tê cái bà. Đấy. Thì mình lại đang hướng đến đó để mình lại không để ý cái bờ ao cao lắm. Ở cái đây này tôi vẫn nghe nói đồng đội của tôi bộ cũng bắt sống một nhiều người lắm ở nơi một cái ao, nhưng mà tôi nói thẳng luôn là không biết là hắn có trùng hợp hay không, hay là bố làm nghe hắn nói là mình kể lại không có đâu nhá. Đấy, tôi nói thẳng luôn cái anh ánh ở dưới làng ốc của anh cũng bảo anh bắt sống một ao lính, nhưng mà cái này tôi cũng thấy không lạ lạ, mình cũng nói nhiều nhưng mà không biết là
đang có trùng hợp hay không thì không biết, anh bắt sống ở Mô thì tôi không biết, nhưng mà đây là bên công mông chí năng đó, tỉnh công mông chí năng đó. Thì tôi lấy gì? Nhưng mà không phải là lính lính không, phải dân. Phải tới hàng trăm, hơn trăm người chứ không phải ít. Chứ không ít, một cái ảo rộng lắm. Thì tôi lại cứ nhìn vô sang cái xe bổ ở bên tây ao này để mình sang nó, để mình tưởng đâu là nó chạy hết rồi. Nhưng mà hôm đó là từ xa tôi đã phát hiện ra một cái hốc ở trong cái gốc bụi tre, anh đào một cái hố đây này, nhưng mà chắc là dân người đào tránh đạn. Tôi thấy một số con chui trong cái hố, chui vào cái hốc đó, từ xa tôi đã phát hiện ra rồi. Thì là mình lại cũng không ngờ, là tưởng là mà cánh đồng mênh mông có thấy nữa không, mà không thấy bắn lại, một lạ lắm rồi. Nó nổ súng râm ra, nhưng mà mình lù nó chạy ra cánh đồng, nhưng mà trong này trời không thấy người, mà thấy một số là, nhưng mà tôi đoán là dân ở cái xóm đó, hay gà ngoé với bò thì chui vô cái hốc đó. Đấy, thì tôi vừa leo lên bờ ao, tôi nói là tí tôi ngã ngửa xuống ao rồi, dĩ ngã ngửa rồi, bờ ao phải cao lút đầu người thôi đây này. Thì tôi trèo lên thì giờ thấy hàng cả dân cả lính, một ao nữa đấy chứ không phải ít. Mà tôi giật mình, tôi đi bỏ chạy ạ. Mình hoảng lên ngay trước mặt, nó ngồi dưới ao mà giờ thì bố không mình. Mà tôi thấy giờ tay hàng hết, cho nên là tôi mới đứng lại, tôi mới chỉa súng AK không đi. Thì tôi mới kêu bọn lại. Thì bọn lại không đi thẳng hướng của tôi, mà lại đi hướng bên tây, vẫn dàn hàng ngang đánh lên. Nhưng mà mọi anh đi xưa lắm, thì ở trung đội tôi bao giờ đánh dàn, tôi dàn trận không bao giờ tôi cho đi. Đi giờ đi dậy, dậy là dính của mình là bọn là đi hết. Thì tôi kêu lại thì súng thì hắn để dưới chân. Súng để dưới chân. Thì tôi kêu lại bảo là quay lại đây, lại, tôi đứng hết lên. Thì tôi vi vẫy lên, tôi chỉ lên thì tôi không biết tiếng. Thế là hắn định cúi xuống lấy súng. Tôi vi vẫy, hắn cúi lấy súng nó đi ạ. Thì lên trên bờ hết thì súng để dưới thì nặng lắm thì bọn tôi chả lấy, mà có đưa cho tiểu, có thu cho tiểu đoàn thì bắt vận tải bỏ hết khiêng cũng chết, tôi nói thẳng luôn. Cho nên đa số bọn tôi lấy súng này đầy súng, nhưng mà sau không biết đi sau tiểu đoàn vận tải có lấy hay không, bọn tôi ra súng đánh cái mũi nữa là lính chết rồi, súng thậm chí vứt súng nó chạy. Nên chạy để hòa nhập vô dân, để cho mình không nghi ngờ lắm. Bởi vì là dân vì lính ăn mặc như nhau mà, quần áo đen không á, mình chả biết. Tôi không phải nói, nhưng mà khi mà lên mà tập trung cả lên trên đó là tôi nói thẳng, tôi đang còn chọn để tôi bắt đây. Chọn để bắt nó đi. Chứ còn, thì đó tôi đang nói hôm trước là có một cái thằng người già rất trẻ đáng, trẻ. Tôi nghi lính Trung Quốc chứ. Tôi thằng đi đúng lính Trung Quốc. Thì tôi đang nói cái thằng Năm á. Thằng Năm thì hắn lại nhìn hắn như thằng Hải á. Thì một thằng thì chắc chắn lính Trung Quốc vậy. Mẹ lính buồn bố thân đèn xì, thằng này trắng lắm, trắng hơn mình. Đang trẻ, nhìn đẹp trai. Thì thằng Năm nó lại bảo, mà lúc mô tôi cũng có một con dao găm, tôi rắc là hồng rồi. Thì con dao găm có cái nóc của tôi lấy của lính buồn bố hắn bảo, mày để tao hỏi cung thằng này hai. Thế bắt đầu là hắn bảo mày đưa con dao tao mượn. Thì hắn lôi cái thằng ra, hắn lôi cái thằng lính bộ bốt ra, mà thằng da trắng đó hắn cứ mồm đến méo xẹo bên mắt lát đặt không, bắt đầu là hắn cứ liệu một quanh. Hắn tiếng Việt Nam không nói, Campuchia có biết không, cũng xì la xì lộ nói, mà tôi cười bữa rồi gần chết cho cái thằng á. Nó xong bắt đầu bọn tôi bắn không, hắn dọa mà cái thằng là đúng mặt cắt không còn tí máu. Mình thì mình buồn cười cái thằng hài lắm. Nó xong bắt đầu là bọn tôi mới lấy cái khăn của hắn á. Nói chung mình cứ trói này, trói cũng không trói chặt. Chọn những đứa nào chẹt phải bắt. Nghĩa là thằng 100% không thể thoát. Cái kiểu tầm lính khoảng 35 trở về là bắt. Nhưng mà bắt không hết. Thì là hắn bảo anh Quang ơi, bọn em nhìn thấy một số chui vào trong cái hốc này. Cạnh đó có mấy cái cây rơm, chắc là nước cho trâu, mấy cái đống rơm to, hắn bảo đừng tấp mẹo đâu đốt.
kêu không ra. Kêu không ra, nó định nhắm lục đạn vô, tôi bảo thôi đừng đừng ném lời dân, dân chú đó thì chết cả. Và lần bà tao nhìn xa, tao phát hiện được cả hình như có cả người mặc váy á. Thôi đừng đừng đừng, thì rồi để hô. Mình những cái hồi đi sang đó thì chỉ học được cái lớp đầy lơn với lại linh tinh nhá. À, mấy cái chủ yếu lớp đầy lơn với châu tranh Việt Nam lò o hay là những cái mấy cái chủ cơ chủ chốt á. Thế tôi bảo thôi thôi đừng 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 đốt. Lính của tôi xù hai cái đống rơm của nó đốt. Tôi mới bảo là không, bay đừng làm nữa, lỡ mà trong đó con nít hay là kiểu tao nhìn xa xa tao thấy hình như là có người mặc váy như vậy. Thôi đừng đừng ấy nữa. Mà còn muốn tôi thả hết mà. Thả hết thôi chả bắt. Tức là bắt giải đi. Đấy, giải đi xong bắt đầu đến tối. Đến tối thì tôi giao cho tiểu đoàn. Giao mà kêu anh Hoàng một anh làm đang làm tôi bắt tầm khoảng phải 20 người. 20 người chứ không biết. Anh làm đang làm chứ cái số lính bồn bốt này là anh giao cho tiểu đoàn hay trung đoàn này chứ anh để bọn tôi lúc lỡ lính bồn bốt tập kích thế là bọn tôi làm đang mà sẽ bắn hết đi ạ. Thì anh Hoàng ấy mà trời bây giờ mày giao tao giao cho tiểu đoàn bảo là bây giờ chưa gặp trung đoàn là giờ cứ tạm thời là cứ để cho C-11 quản lý quản thúc. Tôi cũng đi thì chết rồi ạ, hắn còn đông hơn mình. Lính trong mình chung rồi mình có mười mấy thằng mà nó đông gấp đôi, à đông con số đông hơn mình. Thì đến tối thì là tôi bảo thôi nấu cơm nha nào, nhưng mà cơm thì nói thẳng cái hộp nó hình như chỉ có muối cành, chả có gì ăn. Nấu cơm bảo nan hơn vẫn hơn để bọn tôi chói là chói theo dây, không chói giật cánh khỉ bọn này. Nhưng mà đến tối tôi phải chói giật cánh khỉ cho nó ăn với bộ cho uống nước không khát nước chết mẹ. Đấy. Là đến tối tôi mới bảo hai thằng lính bộ bay ngồi về gác bộ anh gác cái bọn em là ngủ cái em phải ngủ gật. Anh coi rằng chứ anh không có thì đấy chứ anh giao đại đội chứ bọn em gác là hai ngủ gật dậy lấy cuốc con gà. Mà cái đợt nghe nói là hắn lại còn lấy cuốc con gà cái khẩu độ 12-8 không biết là của đơn vị mô là hắn đi qua hắn thấy ngủ rồi lấy cuốc con gà hắn sấn đầu mà. Đó là có rồi đó chứ không phải không đâu. Thế là hắn kinh chứ không nói ồ đúng là mình vơ ôm rơm đâu, mình nghĩ trong cả đêm không ngủ thêm một. Trói. À, bắn ngồi dồn thế nhưng mà nói chung là cái lính gọi là lính khả năng tôi đoán là lính du kích. Chứ lính không phải là lính cựu. Thì lính cựu mà mình có mình như đó có khả năng đêm mình cái khăn này trói sơ sơ hắn mở được ngay đêm mở hết. Răng vẫn không nhưng mà ngồi yên hết, sáng mai vẫn nguyên vẹn nữa, không ấy. Nhưng mà tụi mình cũng gầm khó ca nó cứ lượn xung quanh, không dám ngồi. Bạn có dám ngồi không? Nên sáng mai là mãi đến trưa đâu, đến trưa rồi mới giao cho trung đoàn được thì phải. Trung đoàn thì mới nhận cho mình. Thôi nay chỉ lên được có bắt không? Có thằng mồ mày thịt mẹ thì chưa bắt sống thì chờ mẹ cứ giao cho mình thì chờ thì giữ nào. Thì tôi đang nói là đi sau ngày hôm đó, đêm hôm hình như là đêm hôm sau đó là tôi dẫn cả tiểu đoàn mà nghe nói là bộ là khi sang đó thì anh Hoàng đánh vô trong cái bản hay là cái phung gì đó. Đấy, ở bên tỉnh hôm đó thì anh Hoàng bảo ở đây là tao nói mày không có dân giết gì đâu nhá. Đây là mình đánh mở màn đấy. Nghĩa là đầu tiên đó, chứ chưa có một cái đơn vị mà đánh vào đây đấy. Đánh vào đây rồi. Thì là tôi còn nhớ là hết đêm của nó sang đến trưa ngày mai thì nằm chốt. Tôi nói là nằm chốt ở trong cái bản á, triển khai nấu cơm ăn là mày ra cái chỗ ngã ba mày chốt ở đấy mà mày phải ra chứ mày để mà lính mày mà ngủ gật là hắn bảo hắn cắt đầu là mày gắng chịu đấy. À, thì tôi lại với cơm nước xong tôi bố trí công sự xong. À, tôi đi ra cái chỗ ngã ba nhưng mà hắn ở trong rừng như cái kiểu không phải là rừng vừa ruộng như cái đoạn nó là như cái kiểu rừng á, cây cối tốt. Đường ngã ba nhưng mà cái đường mòn thôi chứ không phải đường to đâu, đường đất mà. Chứ không phải là đường chính đường ấy, mà. Đường như kiểu đường tắt ra qua ruộng rồi đó. Thế tôi ra ngoài đó giữa ngã ba nó thì cũng có một cái bụi trầm bầu.
Tôi đang còn nhớ một cái cây, cái là già mà lá phủ kín. Thế ra tôi lại lấy một cái xẻng tôi đào không sự. Tôi đào một cái hố, tôi ngụy trang, ngụy tiết song phương nó, tôi nhảy nó, tôi ngồi. Thì ngồi thì kè mà, đất ở bên đó, đất cát không, đào dễ đào có lúc được cái không sự ngồi. Ngồi, chứ không phải ngồi như lút lên cổ ấy thôi. Này, tôi ấy xong cái là mình ngồi rồi gió cái kiểu trời trời nắng mà gió cứ phà phà rồi ngủ. Cái số thì rất là may chứ không nhiều lần tôi chết. Thì là mình ngủ với tì mẹ mặt xuống đất vô cái bờ. Thì không biết là đang mà mình ngủ đang ngủ ngủ mà khả năng mình, theo như mình tính là mình cũng không biết mình ngủ lúc mô mà ngủ mê rồi chứ không phải không. Là tôi nghe cái tiếng người chân đi xuống đất cứ nghe lịch bịch, tôi mở mắt ra một đoàn nó đi lính bộ đội, nó cha tăng đó có cả con gái, cả con gái nó đi một hàng, nó đi cách tôi không nói sai đâu khoảng 10 mét là bắt đầu tôi mở khóa an toàn, nó bắt đầu là tôi điểm xạ mới phát liền, bắt đầu bùng càng chạy lê lê lê, có một mình. Lá nằm tại chỗ đâu khoảng 5-6 xác nằm nguyên. Tôi mới nhìn thấy hai ba thằng lính bốt bốt xách khẩu AR-15 với khẩu carbine nó chạy một cái đường mòn. Thì tôi xách xuống tôi đuổi theo, tôi lại không bắn, mẹ mình ngủ nữa. Mình mới đuổi theo được khoảng tầm 20-30 mét gì đó. Thì đến một cái đoạn cua ngoặt này, có một cái bụi cây với một cái đất, nhưng mà trên cái bụi đất nó có một cái lùm cây rất rộng. Mình phi lao qua một phát, nhìn không thấy, mà quay lại thì đúng thằng lính bộ đội cái khẩu cắt bình rồi nó hắn giờ. Thì tôi nói thẳng luôn là cái lần người để cho nó có, nếu mà tôi lao lại ôm lên luôn là tôi lao lại là ôm được luôn. Không biết là thằng hắn giờ thì mà hắn mình chỉ chờ chết thôi chứ còn không kịp xử lý. Nếu đúng là khi nó đơ người mẹ mà đang cái lúc đó mình lại đơ rồi đứa ạ. Sau này mình vẫn nghĩ là rằng mà mình không quay mẹ ăn súng. Thì súng đang sách trong tay thì quay lại bóp quả bóp quả nó an toàn. Nhưng mà cái lúc của mình đần đứng trần rồi đó. Xong thấy vứt mẹ khẩu súng trước mặt nó bùng càng chạy. Tôi không bắn đuổi theo nữa nè. Nó vứt súng chạy trước mặt. Tôi không nói đi một cách khoảng 5-6 mét thôi chứ không phải không đến 10 mét. Tôi đi qua cái đoạn cua nó ngồi quỷ phục rồi đó. Hắn chạy thì tôi đần người đó là không bắn. Thì vứt một cái túi, trong cái túi đựng cái gì không biết, tôi lấy cả một cái túi, một cái đài cassette. À, nó có cả cái đài. Một cái đài cassette nó vứt. Khả năng anh Hoàng còn sống, vẫn đang dùng. Nếu mà anh không ấy thì cái đài cassette nó là hai cửa băng. Tôi không biết là cái hàng gì, hàng sáp hoặc gì. Sau này tôi mới biết là cái hàng đài hồi trước ngoài mình làm chi có đài cassette. Hồi năm 78 là 78-79 là ở ngoài nên hiếm, cái đài cassette có nhưng mà hiếm chứ không phổ biến như bây giờ. Thì tôi lại xách cả cái đài này. Khi tôi xách cái khẩu carbine lên thì tôi bóp cò, thì tôi không thấy điểm hỏa. Sắc xê là một viên đạn văng ra, là đây điểm hỏa thối một viên. Tôi bắn tiếp một phát nữa, thối tiếp viên thứ hai. Sắc xê là phiên thứ ba bắt đầu rồi đâu. Cái số tuần mày chứ. Có nghĩa là hôm đó đã bóp cò rồi. Bóp cò rồi. Nhưng mà viên hai viên trên đều thối cả. Không nổ. Tôi là lấy hai viên đạn đó. Tôi bỏ vô túi, tôi dắt vô cái túi rồi. Làm kỷ niệm. Ờ. Tôi đang lên tôi nói mà cái số đàn bà một đâu đến tôi quay lại cái chỗ mà tôi bắn. Bắn chết thì trong đó là hình như là tao bắn chết mất một 4-5 thằng lính bốt rồi. Toàn có số ở đó lại chỉ qua AR-15 với các binh không theo cả. À. Tôi vì có súng tôi vứt rồn vào đống, tôi bảo quân ra đó mà lại. Ông chả bố mày lấy mẹ cái khóa AR-15 này bắn sướng lắm. Nhưng mà lại đích mình đích cấp đạn. Đạn một mau xe của hắn cũng nhiều lắm. Nhưng mà hắn không bố, nhưng mà hắn không cấp đạn, tôi bảo thử vứt trà này. À đúng vứt ạ. Thì mình hành quân bộ ai mà đeo hai ba khẩu súng lúc mà chết súng đạn của mình giả đeo thôi vứt mẹ. À, tôi lại bắt sống một đến năm sáu con mẹ đàn bà kiểu sồn sồn đó. Lại một hai con, hai ba con đấy. Hai ba đứa con á. Đến thì gì.
Thế tôi vi 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 tôi mới giải về tôi mới sau tôi mới có một cái bà hơi lắc lắc mắt mà bàn chân tôi đúng như cái lá chứ hột đâu chả tôi vô tôi gả luôn cái bà này ra quần cứ trêu tôi gả luôn cho cái anh cái bà này này sau rồi đàn bà không nó bắt đầu là nó mới thả ra đấy, thả hết chả 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 ai bắt nếu không bắt sống á thì tôi về tôi lại tháo khẩu các pin nó ra tôi lấy rẻ tôi lau sạch sẽ tôi bảo tôi chết thì thôi còn tôi sống tôi đem cái khẩu các pin đi về với hai viên đạn đó còn cái băng hắn này có một băng dính như đó còn mua hắn đeo người hắn có mỗi băng đạn đó. Cái khẩu cái băng đạn tôi lấy tôi quấn lại tôi lấy dây tôi buộc lại tử tế tôi bảo là thằng lính nhà tôi mi sách cái này cho tao thì cầm cái này cho tao còn nếu mà tao chết thì thôi còn tao sống là tao phải đem ăn về với hai viên đạn này. Đây này cái đạn đồng mà anh không nói vì kể cả bây giờ cắt tóc đồng em lấy em lau không cái da cha ra bàn chân này sáng đúng như kiểu là mình đánh bóng lư mà này cái em cứ không anh không tin em cứ lấy cắt tóc lau lau cái gót chân này cái gan bàn chân này sáng anh lau sáng bóng rồi đó để về làm cái niệm đó với khẩu súng nhưng mà sau rồi nặng quá hắn vứt mẹ này mổ hắn vứt mất nhưng mà hai viên đạn vẫn còn hai viên đạn anh vẫn để trong đó sau bị thương rồi bao xe các thứ anh vứt hết mà nó đánh ở bên công chức năng là có những cái điểm đó